thình bóng ngọc hoàng, hôm nay thình bóng ngọc hoàng phần hương thân đạo đang đăng uy phục cờ sừng ghi con sư ta A Di Đà Phật Bì Hoàng Hư Ngự Động Hoàng Về Lục Chí Thần Thông. Lời huy phong phong chúc chúc chén u long long quỳ tiên chúc chúc nghi chén trà u long long tay nâng bình bình ngọc các bàn tiên dâng ông chén vàng dước ông hoàng sơn. Yên tượng kim ban ni trà ô long ông bảy yên tượng ngâm bằng một bộ đơn ông cùng trà long tình lúc lúc thừa nhàn dựng cái con này hoàng sơi. Hồng trà ba chén mời thanh thanh hương mỹ vị được mùi đủ kỳ tân tân được mùi kỳ tân vì chẳng thank you.
trong đất nắng gì trời mùi hương thương, trong đất đi nghe chỉ đánh đông dẹp bắc biển ngoài, biển ngoài đông đông sống cả buồn dương ý.